Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta vào bài học phương trình mặt phẳng trong không gian. Trước hết, chúng ta lưu ý cho tôi, trước khi học về cái bài học phương trình mặt phẳng trong không gian, chúng ta đặt ra một số câu hỏi để sau bài học này chúng ta có thể trả lời được các câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất đặt ra: phương trình mặt phẳng là gì? Thế thì rất nhiều bạn khi đọc trước sách giáo khoa và sẽ trả lời rằng là phương trình mặt phẳng là dạng AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0. Hoặc cũng có những bạn khác thì sẽ trả lời là A nhân X trừ X0 cộng B nhân Y trừ Y0 cộng C nhân Z trừ Z0 bằng 0. Tôi xin khẳng định với các bạn câu trả lời này hoàn toàn sai. Phương trình mặt phẳng về bản chất của nó là một đẳng thức biểu thị mối quan hệ giữa hoành độ, tung độ và cao độ của một điểm bất kỳ nằm trên mặt phẳng. Bản chất của nó là cái biểu thức biểu thị mối tương quan giữa các cái hoành độ, tung độ và cao độ. Đấy, chúng ta phải hiểu bản chất như vậy thì chúng ta mới làm việc được. Cái câu hỏi thứ hai đặt ra là cần có những cái điều gì, hay chính xác hơn là những kiến thức gì để xác lập được phương trình mặt phẳng. Vì chúng ta hiểu rằng mối quan hệ giữa các hoành độ, tung độ và cao độ, thì bây giờ mới nghĩ đến cái phương trình xác lập được nó. Xác lập theo tọa độ. Thế còn ngoài ra thì ở lớp 11 chúng ta học về hình không gian, chúng ta cũng đã biết về cách xác lập một mặt phẳng. Có mấy cách xác lập như sau, tôi xin nhắc lại. Một là xác định mặt phẳng qua 3 điểm phân biệt không thẳng hạng. Hai là xác định mặt phẳng qua một điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước. Ba là xác định mặt phẳng qua 2 đường thẳng cắt nhau. Và sau khi chúng ta học thêm về cái phần song song, vuông góc, thì chúng ta có thể khẳng định được một điều rằng tồn tại duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước. Và chúng ta căn cứ vào cái cuối cùng này để chúng ta xác lập phương trình mặt phẳng trên phương diện tọa độ. Vấn đề thứ ba, chúng ta phải đặt ra câu hỏi: phương trình mặt phẳng dùng để làm gì? Vậy thì sau khi chúng ta học xong về phương trình mặt phẳng, chúng ta sẽ biết dùng nó để làm gì, đúng không? Và bây giờ chúng ta vào cái phần đầu tiên. Thế thì như vậy là để có được phương trình mặt phẳng, chúng ta phải xác lập được những cái vấn đề kiến thức cơ bản cần thiết. Một sẽ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Thế thì vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là cái gì? Đọc sách giáo khoa dở ra định nghĩa luôn, đúng không ạ? Vectơ n được gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P nếu giá của mặt n vuông góc với mặt phẳng P. Ở đây trong cái bài giảng này tôi sẽ viết tắt vectơ pháp tuyến là VTPT, đúng không ạ? Các bạn theo dõi thì để ý như thế. Thế thì hoàn toàn chúng ta thấy rằng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng thì phải đảm bảo nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi, chẳng hạn như trên hình vẽ này, vector N1 có phải là vector pháp tuyến của B hay không? Dựa trên nhìn thôi, chúng ta thấy rằng N1 và N nói nôm na nó là song song, hay nói chính xác theo đúng toán học là nằm trên hai đường thẳng song song. Vậy thì giá của vector N1 cũng vuông góc với thẳng mặt phẳng P. Vậy thằng N1 cũng là vector pháp tuyến của P. Hay là thằng N2 đây cũng vậy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng tối thiểu ta nhìn thấy ở đây là có 3 vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P. Vậy thì đặt ra câu hỏi, mặt phẳng P cho trước có nhiều vectơ pháp tuyến không? Chúng ta thấy rằng có rất nhiều. Chỉ riêng trên đường thẳng D này đã có vô số vectơ rồi ạ. Ngoài ra còn vô số đường thẳng song song với D thì cũng vuông góc với mặt phẳng P. Và mỗi đường thẳng ấy lại vô số vectơ trên nó. Vậy thì một mặt phẳng
có vô số vector pháp tuyến. Và khi làm việc chúng ta thích lấy vector nào cứ lấy tùy ý, cốt sao nó thuận tiện cho chính các bạn khi giải toán. Đấy. Và chúng ta bắt đầu tiếp tục câu hỏi thứ hai. Vậy thì vector N1 và vector N liên quan với nhau thế nào? Vector N2 và vector N liên quan với nhau thế nào? À, rõ ràng các giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Vậy thì mấy anh này nó phải làm sao? À, song song trùng nhau. Mày là cung phượng. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ để ý rằng có một số cái nhận xét như sau. Nhận xét thứ nhất, nếu N là một vector pháp tuyến của mặt phẳng P thì KN cũng là vector pháp tuyến của mặt phẳng P. Rõ ràng. Vì anh N và anh KN là cùng phương, đúng không ạ? Và như vậy thì anh N mà đã có giá vuông góc thì KN đương nhiên giá của nó phải vuông góc rồi. Cái nhận xét thứ hai là mọi vector pháp tuyến của một mặt phẳng thì cùng phương với nhau. Thì như tôi vừa nói lúc trước. Đấy. Chúng ta thấy rằng cứ anh nào cũng vuông góc mặt phẳng P thì giá của chúng buộc phải vuông góc P. Thế mà chúng ta đã học rồi ở lớp 11. Hai đường thẳng cùng vuông góc một mặt phẳng mà phân biệt thì đương nhiên là chúng phải song song hoặc trùng nhau. À, tôi xin lỗi, nó đã phân biệt rồi thì nó song song, đúng không ạ? Thế mà đã song song thì đương nhiên là các vector phải cùng phương thôi. Đấy, như vậy là chúng ta thấy rằng về vector pháp tuyến là hoàn toàn đơn giản. Ta đi vào vấn đề thứ hai, cái này nó là một công cụ để chúng ta xác lập phương trình mặt phẳng sau này. Đó là tích có hướng của hai vector. Thế thì tích vô hướng thì chúng ta biết rồi. Tích vô hướng là bản chất của nó là các giá trị số thực. Thế còn tích có hướng, nghe cái tên tích có hướng, à, nó phải là một vector. Và chúng ta lần dở sách giáo khoa chúng ta thấy định nghĩa tích có hướng như sau. Trong không gian nối chi Z cho hai vector A có tọa độ xa, ia, za và B có tọa độ xb, ib, zb, tích có hướng của vector A và vector B là một vector. Rõ, nó là một vector, không phải là số nha. Ký hiệu này, ký hiệu A tích với B hoặc A tích với B có tọa độ được tính theo công thức như sau. Đấy. Và chúng ta thấy rằng có hai cách tính tọa độ. Tất nhiên rằng hai công thức tính tọa độ này nó là một. Nếu bạn nào đã biết một chút về định thức cấp 2 thì chúng ta biết rằng đây, cái cách tính thứ nhất là nằm theo cái định thức cấp 2. Cách tính thứ hai là nhân giải ra theo kiểu như trong sách giáo khoa vẫn viết đấy. Thì chúng ta phân tích về các cái ý nghĩa của cái anh này. Thế thì chúng ta phân tích làm sao để mà nhớ được, chứ còn ngồi mà cứ học thuộc IA, ZB, IB, ZA, IA, IB này mệt lắm. Chúng ta không dạy nha. Cách tính nếu viết theo dạng định thức thì trước hết chúng ta để ý như này, đây là bản chất của nó. Cái vị trí thứ nhất này là hoành độ này. Hoành độ của vector tích, đúng không ạ? Thì không thấy xuất hiện hoành độ của các vector thành phần y, z, y, z, không thấy x đâu cả. Tung độ thì z, x, z, x, không hề thấy y đâu cả. Và cao độ thì x, y, không thấy z đâu cả. Đấy là một cái đặc điểm để chúng ta dễ nhớ, chứ không phải là chúng ta cứ ngồi mà học cái kiểu cái giải như thế này. Cái thứ hai là cách tính định thức cấp 2 chúng ta biết rồi. Quy tắc là gì? Chéo xuống dấu cộng, chéo lên dấu trừ. Đây, IA nhân ZB chéo xuống, thấy chưa? IB nhân ZA chéo lên, thấy chưa? Đấy. Đây, chéo xuống dấu cộng này, X, à, ZA XB, thấy chưa? Chéo lên này, ZB XA, được chưa? Đấy, thế thì chúng ta làm rất nhanh gọn. Chứ mà cứ ngồi x1, y1, z1 vân vân lằng nhằng là quên hết. Hay là như trong sách giáo khoa, người ta viết rằng a1, b2 vân vân đấy. Các bạn đừng cố mà học thuộc cái này làm gì. Mà tôi lưu ý cách để dễ nhớ nhất chính là nhớ bằng định thức cấp 2 và nhớ quy tắc tính. Và các bạn cũng lưu ý này, trong sách giáo khoa người ta sử dụng A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ở đây tôi sử dụng X, Y, Z. Lý do tại sao? Bản chất chúng ta quan tâm đến là hoành độ, tung độ và cao độ, chứ không quan tâm đến là X hay Y hay Z hay A hay B hay 1, 2, 3. Mà chúng ta quan tâm đến cái thực chất của nó là hoành độ, tung độ và cao độ. Thế nên là chúng ta muốn ký hiệu bằng cái quái gì cũng được,
không lăn tăn cái gì cả, đúng không ạ? Đấy, và cứ nhớ hoành độ thì vắng hoành độ, tung độ vắng tung độ, cao độ vắng cao độ, và theo quy tắc vòng tròn Y đến Z, Z đến X, X đến Y. Đấy, thế là gọn gàng. Và cứ quy tắc tính là xong. Đây, tôi làm một cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất, vector A tọa độ 1, 1, 2, vector B tọa độ trừ 3, 0, 1. Tính tích có hướng. Thế và tiếp theo là tính tích vô hướng của tích có hướng và các vector thành phần. Đấy, giờ chúng ta xem cái lời giải. Đây, chúng ta để ý, nếu như các bạn ở đây tôi không trình bày thẳng cột, nhưng nếu các bạn viết trên giấy nên trình bày thẳng cột, chúng ta sẽ nhìn thấy rất dễ. Anh hoành độ, đây là tôi đang tính cái hoành độ, thì tung độ 1, 2, tung độ 0, 1. Đấy, chéo xuống dấu cộng 1 x 1, chéo lên dấu trừ 0 x 2 bằng 1. Và tương tự như vậy, chúng ta tính vòng quanh ba cái xong, ra tích có hướng 1 trừ 7, 3. Đấy, rất nhanh gọn, không phức tạp. Và không phải nhớ A1, A2, B1, B2 quái gì cả. Đừng có dại. Nhớ cái đấy là nó tự làm cho mình rối lên. Bởi vì lúc ấy các bạn sẽ không biết A1 là cái nào, B1 là cái nào, phân biệt được nó mệt lắm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tích, tính tích vô hướng. Thì chúng ta thấy rồi. Đây, áp dụng. Đây, 1 x 1 cộng với trừ 7 x 1 cộng với 3 x 2. Rõ ràng 1 x 1 bằng 1 này. Chữ 7 này, cộng 6, ồ, bằng 0 rồi. Tương tự, 1 x chữ 3 bằng chữ 3 này, chữ 7 x 0 bằng 0 này, 3 x 1 bằng 3, chữ 3 cộng, chữ 3 cộng với 3 bằng 0. À, vậy là tích, hai cái tích này, hai tích vô hướng này bằng 0. Và từ đây chúng ta đưa về đến cái nhận xét là nếu là một là vector tích của vector A và vector B, thì vector n vuông góc với hai vector thành phần, mà biểu thị cái sự vuông góc này bằng cái gì? Bằng tích vô hướng bằng 0. Đấy. Thế và sau này chúng ta sẽ làm việc với tích có hướng rất là hữu dụng trong việc lập phương trình mặt phẳng. Như vậy là chúng ta đã xong những cái vấn đề liên quan, tức là những cái ban đầu để xác lập phương trình mặt phẳng. Chúng ta đi vào phương trình mặt phẳng. Trước hết, mặt phẳng thì có, chúng ta làm việc lần lần từ cái mặt phẳng đi qua một điểm và có một vector pháp tuyến cho trước, đúng không ạ? Thế thì với mặt phẳng đi qua một điểm và vector pháp tuyến cho trước, chúng ta sẽ phân tích trên hình vẽ như sau. Đây, ví dụ tôi có một vector pháp tuyến n và một điểm y cho trước, tọa độ x0, y0, z0. Vậy điểm M nằm trên mặt phẳng này thì nó sẽ có đặc điểm gì? Chúng ta phân tích như sau. Vì anh N vuông góc với mặt phẳng nên anh N phải vuông góc vector IM, đúng chưa? Và vuông góc vector IM thì nghĩa là tích vô hướng của N và vector IM phải bằng 0. Bây giờ chúng ta đi làm việc ấy, xem nó xảy ra điều gì. Và điểm M thì tôi coi nó tọa độ x, y, z đi. Còn anh y là x0, y0, z0 đi. N có tọa độ ABC đây rồi, đúng không ạ? Thế thì việc thứ nhất, N có tọa độ ABC, ta xác lập ngay từ đầu. Việc thứ hai, vector IM sẽ có tọa độ x chữ x0, y chữ y0 và z chữ z0. Ngon lành cành đào, công thức có. Việc thứ ba, tích vô hướng của vector N và IM này bằng 0, tức là A nhân x chữ x0 cộng B nhân y chữ y0 cộng C nhân z chữ z0 bằng 0. Vậy là ta xác lập được một cái mối quan hệ. Và mối quan hệ này được gọi là phương trình của mặt phẳng. Đấy. Vậy thì chúng ta đưa ra một kết luận là gì? Mặt phẳng P đi qua điểm x0, y0, z0 và có vector pháp tuyến N, A, B, C. Có phương trình là A nhân x chữ x0 cộng B nhân y chữ y0 cộng C nhân z chữ z0 bằng 0. Đấy. Thế là chúng ta có phương trình rồi ạ. Đúng không ạ? Đây, tôi xin lỗi, chỗ này là phương trình 1. Tôi soạn thảo nó bị nhầm một chút. Thế là như vậy là cứ có một vector pháp tuyến, có một điểm, ta có một phương trình. Chúng ta tham khảo ví dụ 2. Lập phương trình mặt phẳng đi qua điểm M tọa độ 2, 0, trừ 1, vector pháp tuyến 4, trừ 2, 1.
đơn giản áp dạng dụng dạng một. Đấy, cái phương trình vừa nãy tôi ký hiệu nhầm, nó là phương trình một đúng không ạ? Thì đây nó sẽ là 4 nhân với x trừ 2 nhá, trừ đi 2 nhân với y trừ 0 nhá, và cộng với 1 nhân với z cộng 1, hay nói khác đây là z trừ đi trừ 1 đúng không ạ? Và hoàn toàn chúng ta có thể khai triển nó ra, nhân nó ra để có phương trình 2 phẩy. Đấy. Nhân ra và rất bình thường đúng không ạ? Quay về đây. Đấy. Thì chúng ta lưu ý cho tôi là cái phương trình một này là phương trình mặt phẳng khi đã có một điểm nằm trên mặt phẳng và vectơ pháp tuyến. Vấn đề đặt ra là như ở ví dụ vừa rồi, chúng ta mới thấy là vậy thì lúc nãy ta không cần cái dùng ngay này. Tôi sẽ biến đổi nó như thế nào đó để đưa ra một cái phương trình mang tính tổng quát cho mọi mặt phẳng. Ta sang phần thứ 2, phương trình tổng quát. Để xây dựng phương trình tổng quát thì trước hết từ phương trình 1 ta khai triển nó ra, nhân ra như thế này. Đây, thành AX cộng B cộng CZ. Những cái X, Y, Z là ta đưa về đằng trước, còn những anh còn lại ta đưa về đằng sau. Vậy là ta khai triển được như thế này. Sau khi khai triển, chúng ta làm một thao tác đặt cả cái cục này bằng một cái anh D, để cho nó gọn thôi, chả vấn đề gì cả, đúng không? Và khi đã đặt thành D thì ta đưa được về một cái phương trình là AX cộng BI cộng CZ cộng D bằng 0. Đây gọi là phương trình 2. Và phương trình 2 này người ta gọi nó là phương trình tổng quát của mặt phẳng. Tại sao gọi là phương trình tổng quát? Mặt phẳng nào cũng có phương trình dạng này. Tổng quát mà, đúng không? Mặt phẳng nào cũng phương trình dạng này. Kể cả là mặt phẳng mà có cái phương trình dạng AX cộng A nhân với X trừ X0 cộng B nhân Y trừ Y0 cộng C nhân Z trừ Z0. Đấy. Thì ta làm như vừa rồi, ta nhân nó ra rồi ta đặt nó vào là ta được cái phương trình này. Vậy thì đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng. Và mọi mặt phẳng đều đưa về phương trình dạng này. Các bạn chú ý điều đó nha. Ta sẽ làm ví dụ thứ ba. Cho mặt phẳng P có phương trình x trừ 3y cộng 2z trừ 5 bằng 0. Chỉ ra một vectơ pháp tuyến và một điểm bất kỳ nằm trên phương trình trên mặt phẳng P. Thế thì chúng ta thấy rằng như vừa rồi ta nhìn thấy cái việc xây dựng phương trình tổng quát, vậy thì chúng ta sẽ có một vectơ chính là các hệ số của x, y, z ở đây, 1 trừ 3, 2 là một vectơ pháp tuyến. Thế còn nếu như anh không thích, anh hoàn toàn có thể lấy một anh vectơ khác cùng phương với anh này. Mà muốn cùng phương chúng ta hiểu đơn giản trong cái phép toán là gì? Nhân với một số cá, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể lấy vectơ khác là ví dụ như trừ 2, 6, trừ 4 bằng cách nhân trừ 2 vào đấy. Đấy, trừ 2, 6, trừ 4. Thằng này cũng là một vectơ pháp tuyến. Đặc biệt là khi các bạn mà cứ buồn buồn đi thi trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm nên anh tìm ra đây, nhưng mà trong 4 cái đáp án đúng chả có thằng quái đâu thằng này. Vậy ta phải nhìn. Ở đây chỗ này tôi đánh máy chỗ này lại vector x rồi. Vector n mới đúng. Xin lỗi. Hay n1 chẳng hạn, hoặc vector x cũng được. Nó cốt là nó thay đổi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy này. Là quan trọng là chúng ta nhìn vào cái cùng phương với cái thằng xác lập được đầu tiên này. Cái thằng đầu tiên là thằng nhìn thấy dễ nhất, chứ còn không phải nó là duy nhất nhá. Nên là ví dụ vào câu hỏi trắc nghiệm, trong 4 đáp án không có thằng nào là 1 trừ 3 trừ 2 đây cả. Nhưng người ta hỏi về vectơ pháp tuyến thì có thể là trừ 2, 6, trừ 4. Chấp nhận được hết nhá. Không vấn đề, không lan tăn. Và chọn. Đấy. Vậy thì khi có phương trình mặt phẳng, chúng ta xác lập được ngay tối thiểu một vectơ pháp tuyến và có thể xác lập được bất kỳ vectơ pháp tuyến nào tùy ý của mình, đúng không ạ? Vấn đề thứ hai là để lấy một điểm nằm trên mặt phẳng thì như tôi nói ban đầu, bản chất của phương trình mặt phẳng là gì?
là mối quan hệ giữa hoành độ, tung độ và cao độ của một điểm nằm trên mặt phẳng. Vậy nên nếu lấy một điểm bất kỳ nằm trên mặt phẳng thì tùy ý mình. Chẳng hạn như ở đây, phương trình này, tôi cứ tìm được một hoành độ, một tung độ, tôi ném vào đây. Và sau đó tôi tính ra thằng còn lại. Vậy là tôi có được cái một điểm nằm trên. Ví dụ ở đây tôi lấy x bằng 0, y bằng 1. Tôi ném vào đây, 0 trừ 3 cộng 2z trừ 5 bằng 0. Vậy tôi suy ngay ra được z bằng 4. Và như vậy tôi sẽ có điểm M 0, 1, 4 này, thuộc mặt phẳng P. Và tương tự như vậy thì bạn có thể lấy được một điểm bất kỳ nào đó theo yêu cầu của bài toán. Ví dụ người ta bảo là tìm điểm có hoành độ bằng 3, tung độ bằng 2 mà nằm trên mặt phẳng P. Ném x bằng 3 vào đây, ném y bằng 2 vào đây, xong rồi tính z. Thế là ngọt, đúng không ạ? Vậy nên ta quay trở về đây, ta sẽ có một cái nhận xét. Phương trình mặt phẳng, phương trình 2 được gọi là phương trình mặt phẳng tổng quát rồi, thì vừa nãy rồi. Nhưng cái có cái nhận xét này, khi mà cho một phương trình dạng 2 thì chúng ta thấy này, luôn có một vector pháp tuyến chỉ ra được là hệ số của x, hệ số của y, hệ số của z là vector pháp tuyến. Và chú ý rằng mọi vector pháp tuyến khác là cùng phương với thằng này, tức là có tỷ lệ về các cái hoành độ, tung độ, cao độ, hiểu như thế. Và cái thứ hai, muốn tính một điểm, tính tọa độ một điểm nằm trên mặt phẳng này thì chúng ta chọn, hoặc là có thể bài toán người ta cho rồi một vài cái yếu tố trong này. Trong này có 3 yếu tố cần tìm. Nếu tìm tọa độ mà x, y, z là 3 cái cần tìm thì người ta có thể cho 2 và tìm cái còn lại. Cho x, cho y thì tìm z, cho y, cho z thì tìm x, mà cho x, cho z thì tìm y, đúng không ạ? Đấy. Vậy là chúng ta đã xong được cái phương trình tổng quát mặt phẳng. Và như vậy thì sau này khi chốt vào một cái phương trình bài toán đi tìm phương trình mặt phẳng ấy, các bạn chú ý cho tôi, chốt nhất là phải tìm ra được cái gì? Một vector pháp tuyến và một điểm. Cứ thế là xong, không phải lan tan. Còn khi người ta cho thì người ta hay cho dưới dạng tổng quát. Lưu ý, chúng ta đi nghiên cứu một số cái mặt phẳng nó đặc biệt một chút. Thứ nhất là mặt phẳng qua góc tọa độ. Thì chúng ta xem cho tôi cái hình vẽ đây. Một hệ trục tọa độ OXYZ. Mặt phẳng đi qua góc tọa độ thì đương nhiên như tôi nói, bản chất, lại quay lại nói về bản chất. Bản chất của phương trình mặt phẳng là gì? Là mối quan hệ giữa các hoành độ, tung độ và cao độ, đúng không? Vậy thì tôi vác ngay 0,0,0 của thằng góc tọa độ này, tôi ném vào phương trình AX cộng B cộng CZ cộng D bằng 0. Đấy, tôi ném vào đây. 0,0,0, vậy D bằng 0. Vậy cứ phương trình nào mà khuyết D, tức D bằng 0, không có D nữa, thì nó chính là mặt phẳng đi qua góc tọa độ, có cái gì đâu, đúng không? Đấy, thế đi D bằng 0. Trường hợp thứ hai, đây, mặt phẳng song song với một trục tọa độ nào đấy. Thì ví dụ như ở đây chúng ta nhìn cái hình vẽ này là mặt phẳng song song với trục OX, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng vector pháp tuyến của mặt phẳng này nó sẽ phải vuông góc vector đơn vị y. Mà vector đơn vị y có tọa độ bao nhiêu? 1,0,0. Vậy nếu như anh này mà song song với anh này, vuông góc với anh này, thì cái anh A phải bằng 0 thôi, không chạy đâu được. Vậy thì song song với trục OX thì hệ số của x bằng 0. Tương tự nếu song song trục OY thì hệ số của y bằng 0, tức là B phải bằng 0. Mà song song với trục OZ thì hệ số của Z phải bằng 0. Đấy. Chúng ta nhìn vào đấy, cách thức chúng ta phân tích rất dễ dàng, đúng không ạ? Đấy, song song với trục nào thì hệ số của tọa độ đó bằng 0. Ví dụ song song OX là A bằng 0, song song OY B sẽ bằng 0, song song OZ C bằng 0. Đấy. Đấy là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, song song mặt phẳng tọa độ thế nào? Thì chúng ta lại theo dõi hình vẽ. Khi mà song song mặt phẳng tọa độ, ví dụ ở đây là song song với x OY, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng nó vuông góc với vector k là vector đơn vị trên z. Mà vector k tọa độ bao nhiêu? Vector k tọa độ 0,0,1, đúng không? Thế thì chính vector k chính là pháp tuyến 0,0,1, tức là a bằng b bằng 0 đấy rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu song song với x OZ thì sao?
thì lại cái A và C phải bằng 0. Đấy, chúng ta để ý. Song song với IOZ thì sao? À, B và C bằng 0. Vậy thì sẽ có hai anh bằng 0. Đấy, song song với mặt chứa hai trục nào thì hệ số của hai tọa độ bằng 0. Chẳng hạn song song UI đây thì A và B bằng 0. Tương tự như vậy các bạn có. Và trường hợp cuối cùng là cắt ba trục OX, OY, OZ lần lượt tại ba điểm A0, A00, B0, B0 và C0, C. Thế thì với trường hợp thứ tư này, chúng ta quan sát hình vẽ. Đây trường hợp đây, đây là A, đây là B, đây là C trên hình vẽ tôi chưa đưa ra. Nhưng mà đây là một trường hợp tổng quát hoàn toàn. Vậy thì phương trình của nó sẽ có cái dạng thông thường là AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0. Nhưng người ta đã xác lập được phương trình nó đơn giản hơn. Tức là gì? Đây, X trên A cộng Y trên B cộng Z trên C bằng 1. Và đây là phương trình 3. Cái phương trình này cũng hay gặp trong các cái bài toán. Nếu như mà người ta bảo là lập phương trình mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba điểm thì đây là phương trình đơn giản nhất mà chúng ta không cần thiết phải đi tìm vectơ phạm tuyến. Thế và chúng ta lưu ý như này. Từ phương trình 3 này ta có thể làm đưa về phương trình tổng quát dạng 2 được không? Ủa, quá đơn giản, quy đồng mẫu số, có gì đâu. Quy đồng mẫu số ném thẳng bên về phải sang về trái thế là xong về phương trình dạng 2. Đấy, ví dụ đây người ta nói nào, lập phương trình tổng quát của mặt phẳng P, biết P cắt ba trục tọa độ lần lượt tại ba điểm này. Đấy. Thế tôi đơn giản là theo áp dụng cái dạng phương trình 3. X trên 2 cộng Y trên trừ 2 cộng Z trên 1 bằng 1. Đúng không? Đấy, Z trên 1. Vậy thì ta quy đồng mẫu chung xác định là bao nhiêu? Là 2 chẳng hạn. Thì tôi quy đồng lên. Đây, cái này nó nhân với 1. Cái này nhân với trừ 1. Cái này nhân với trừ 2. Và chuyển nhân 2 sang bên này. Sau đó chuyển về. Thì ta đưa phương trình này. Đây, đây là phương trình tổng quát rồi. Rất nhẹ nhàng và tình cảm. Đúng không ạ? Đấy. Vậy là các bạn thấy rằng hoàn toàn không có gì khó khăn và phức tạp trong cái phương trình mặt phẳng này. À, chúng ta tiếp tục trả lời cái câu hỏi thứ ba. À, vậy thì phương trình mặt phẳng dùng để làm gì? Ứng dụng của nó đơn giản thế thôi. Ví dụ như này, chúng ta hiểu rằng là cái ứng dụng đầu tiên là tính khoảng cách từ một điểm nằm ngoài mặt phẳng đến mặt phẳng thôi. Đấy. Thế bây giờ trong không gian OXYZ tôi cho điểm A tọa độ x0, y0, z0 và mặt phẳng alpha có phương trình như này. Bây giờ chúng ta quan sát cái hình vẽ. Thì tôi xin phân tích trên hình vẽ này như sau. Vectơ pháp tuyến NABC, đúng chưa? Điểm A, muốn tính khoảng cách đến mặt phẳng P thì tôi phải lấy hình chiếu vuông góc là H. Giả sử như H có tọa độ XYZ. Thế thì chúng ta thấy rằng vectơ n có tọa độ ABC và vectơ AH sẽ có tọa độ là x chữ x0, y chữ y0, z chữ z0. Đúng không ạ? Vì A là tọa độ x0, y0, z0 này, H là x, y, z. Thế thì chúng ta thấy rằng hai thằng này là cùng phương. Tôi chưa cần biết hai thằng này nó cùng hướng hay không nhưng nó là cùng phương. Cùng phương thì chúng ta thấy rằng tích vô hướng, giá trị tuyệt đối của tích vô hướng bằng tích độ dài. Đấy. Thế nên tôi sẽ đi tính tích vô hướng trước. A nhân x trừ y0 cộng B nhân y trừ y0 cộng C nhân z trừ z0. Và khoảng cách chính là độ dài AH hay nói khác là độ dài vectơ AH thôi mà. Đấy, nên ta phân tích hình vẽ thế ta mới quay sang bên kia ta tính toán như sau. Đây, H, x, z là hình chiếu vuông góc. Thì suy ra được AH cùng phương với nó. Rồi. Cái thứ hai, ta xác lập AH tức là khoảng cách đấy, từ điểm A cho đến mặt phẳng alpha đấy, đúng không? Bằng độ dài AH bằng này. Và chúng ta xác lập tiếp được cái anh này. Đấy. Thế thì do là cái AX cộng B cộng CZ cộng D bằng 0, vì H nó nằm trên mặt phẳng alpha, nên tôi có cái điều này. Nên tôi thay vào đây, và tôi sẽ đưa ra được cái công thức cuối cùng. Đấy, đây là công thức số 5. Số 4, cái đánh công thức này tự động nhưng mà tôi để lẫn. Nên là đây các bạn lưu ý, chỗ này tôi sẽ sửa lại. Nhưng đây là công thức số 4. Và công thức số 4 này được gọi là
Công thức tính khoảng cách từ điểm A tọa độ x0 y0 z0 đến mặt phẳng alpha có phương trình ax cộng b cộng cz cộng d bằng 0. Đấy, thế thì trải qua một khoảng thời gian như vậy thì các bạn sẽ hiểu ra vấn đề cơ bản về phương trình mặt phẳng trong không gian. Và đến đây các bạn có thể sử dụng các kiến thức này để giải quyết các bài toán đơn giản nhất trong sách giáo khoa. Và tôi khẳng định rằng nếu các bạn cứ để ý thì trong cả cái bài này nó chỉ có một số cái điểm chốt. Điểm mấu chốt là gì? Một là vector pháp tuyến là thế nào? Hai là cách tính tích có hướng của hai vector. Ba là cách xác lập phương trình mặt phẳng khi biết một điểm và một vector pháp tuyến của mặt phẳng ấy. Và đương nhiên sau này khi bài toán lập phương trình mặt phẳng thì các bạn sẽ phải sử dụng hai yếu tố này. Bằng mọi giá, bằng mọi cách, chúng ta phải tìm được một điểm và một vector pháp tuyến. Còn nếu không, phải sử dụng cái trường hợp phương trình 3. Tức là gì? Tức là phải tìm được 3 điểm cắt 3 trục tọa độ. Và cuối cùng là công thức khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng. Và chúng ta cứ đơn giản thôi. Có công thức, áp dụng công thức. Vấn đề áp dụng là như thế nào thì chúng ta nhớ về bản chất, đừng dại nhớ về các ký hiệu. Tôi xin khuyên các bạn rằng đừng bao giờ dại mà nhớ đến ký hiệu. Nhớ ký hiệu là cách học tệ nhất trong các cách học, mà nhớ bản chất thì chúng ta tự suy ra được. Đấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn và chúc các bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. Xin chào các bạn.